Đại chúng, hôm nay là ngày 18 tháng 12 năm 2006. Và hôm nay thì gần tới ngày gần tới ngày hết nợ nần nhau, phải không? Không còn mấy ngày nữa. Thưa các vị, là trong Kinh Văn Đại Thừa nó có những cái ví dụ về Phật tâm rất là hay. Tôi nhớ có tới 9 cái ví dụ, nhưng mà tôi kể ra đây chừng vài cái ví dụ, rồi sau đó chúng ta quy chiếu lại pháp môn tu của chúng ta. Cái ví dụ đầu tiên Đức Thế Tôn dạy cho các thầy trong văn học Bát Nhã, Đức Thế Tôn nói là ví như có một cái tượng Phật bằng vàng. Và do vì người ta không biết đó là tượng Phật vàng, cho nên khi chùa mà hư sập, cái tượng Phật kia nó bị lăn lóc bụi bặm, dơ giấy ô uế đóng đầy bên ngoài hết. Và cái tượng Phật vàng kia lăn lóc ngoài đồng ruộng như vậy rất là lâu, không ai buồn ngó tới. Cho đến một hôm tình cờ có một người thợ vàng rất là tinh mắt, họ lại cầm thử cái tượng lên, họ biết đây không phải là cái tượng thường. Họ đem về và họ chùi rửa thì tự nhiên cái chất vàng nó bật sáng ra bên trong. Đó là một cái ví dụ để chúng ta quy chiếu lại từ thân tâm chúng ta, để thấy một điều là dù cho phiền não có dễ đầy, dù cho nỗi buồn niềm đau nó có trấn ngự đời sống của ta lớn đến độ nào, ta chỉ cần có một phút giây quay lại thôi, thế thì cái ông Phật bằng vàng của chúng ta cũng bật sáng được. Đó là ví dụ thứ nhất. Và từ cái ví dụ này, các vị thử nhìn lại cái thực tiễn của tâm thức mình thì quý vị thấy điều này rất là rõ. Cái gì là ông Phật bằng vàng của chính mình? Thưa đại chúng, là có một điều đặc biệt là chất vàng, khi nó là vàng rồi thì không thể làm cái gì mà nó mất cái phẩm chất vàng của nó cả. Và cho dù bị vùi dập bao nhiêu đời kiếp, bị người ta liễn xuống hầm phân, nhưng mà khi đem lên rồi rửa lấy sạch, đánh bóng thì cái chất vàng rực rỡ hiện ra, chứ không có lý do gì mà bị phai màu do nhiều tháng năm bị ngâm chỗ hôi hám hết. Đó là điều rất thực. Tất nhiên còn những cái ví dụ khác, như ví dụ trong Kinh Kim Cương đó. Và Kinh Kim Cương được gọi là một cái kinh làm căn bản nhất cho cái truyền thống thiền tông phát triển. Trước thời Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn thì ngài Bồ Đề Đạt Ma, ngài đặt chân đến vùng đất Trung Hoa. Ngoài cái chuyện ban pháp an tâm cho Huệ Khả thì Bồ Đề Đạt Ma còn kèm theo một cái văn bản kinh rất là quan trọng, đó là Kinh Tăng Già. Và thời bây giờ người ta gọi cái truyền thống của Tổ Bồ Đề Đạt Ma đó là Lăng Già Tông. Cho đến lúc Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn khai sơn ở Đông Sơn truyền pháp thì ngài sửa cái tên Đông Sơn, ngài sửa cái tên Lăng Già Tông thành Đông Sơn Pháp Môn. Và tới cái thời của ngài Huệ Năng thì ta biết một điều là ngài đã sở ngộ đạo lý
Ngài đã giác ngộ được qua cái câu kinh ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm của kinh Kim Cang. Và mình nói một chút về kinh Kim Cang, rồi mình nói đến cái đoạn Ngài Lục Tổ Huệ Năng giác ngộ, rồi mình quy chiếu lại tự tâm mình để các vị thấy là ta cũng có khả năng nhận ra cái điều mà người xưa đã từng thể nhận. Và thể nghiệm được điều này thì mình có thể sống một đời rất là an ổn. Khi người ta nói về phẩm chất của kim cương á, thì nó có những cái điều đặc biệt. Đặc biệt thứ nhất là thế này. Đặc biệt thứ nhất là kết tinh của kim cương ngay ban đầu nó không khác gì kết tinh của những cái viên than chúng ta là mấy. Nhưng mà do cái sức ép của trọng trường, trọng lực của hành tinh và qua cái quá trình biến đổi, cho nên những cái viên than ban đầu nó trở thành kim cương. Và nó đã trở thành kim cương rồi thì cái tinh thể của nó, dù anh có đập vỡ ra hình nghìn mảnh vụn, nó cũng không thể biến chất được. Và chưa có một khoáng vật nào, một loại khoáng chất nào trên hành tinh này cứng hơn kim cương cả. Nó cắt được mọi thứ mà không có thứ nào cắt được nó cả. Thủy tinh là một loại trong suốt, thế nhưng mà nếu cái bề dày của thủy tinh chừng một mét, thế thì người ta thấy được nó không phải trong suốt như vậy. Nó có cái màu đen tất nhiên của nó. Chỉ duy nhất trên hành tinh chúng ta cái khoáng chất khoáng sản và trong suốt nhất là kim cương thôi. Nó trong suốt là màu, chất của nó không thể lầm lẫn mọi thứ là hai. Nó có khả năng cắt vỡ mọi cái mà không có gì đụng được nó là ba. Đó là đặc tính của kim cương. Và Đức Phật thường dùng cái ví dụ tâm của ta nó có giá trị như kim cương vậy đó. Trí tuệ bát nhã cũng có nghĩa là trí tuệ kim cương. Tại sao gọi nó là trí tuệ bát nhã? Tại sao gọi nó là trí tuệ kim cương? Tại vì cái năng lực trí tuệ này khi nó bật sáng trong ta, khi ta có niềm tin, ta thể nhận được, nó có khả năng kỳ diệu là nó phá vỡ tất cả những cái phiền não khổ đau của tâm thức, những cái âu lo buồn phiền bất an sầu muộn của một đời người, nó dìm con người vào nỗi khổ. Thưa đại chúng, nếu các vị chỉ cần làm cho ánh sáng của trí tuệ bát nhã bật sáng, tức là các vị vận dụng được cái năng lực của kim cương tự tâm, thế thì mình phá vỡ hết tất cả những cái phiền não khổ đau trầm luân từ nhiều kiếp một cách rất là nhẹ. Nói như thế thì nó chưa cụ thể để chúng ta có thể phá được các phiền não khổ đau. Cụ thể là thế này, các vị đều biết là cái sự nhận biết của ta nó trong suốt, nó giống kim cương ở lĩnh vực đó rồi, phải không? Cái sự suy nghĩ của ta thì nó có ngôn ngữ thì thầm, nhưng mà cái sự nhận biết của các vị thì nó không hề có ngôn ngữ thì thầm, nó trong suốt. Đó là điều thứ nhất, nó mang cái đặc tính rất là kim cương. Cái thứ hai, thưa đại chúng, là cái gì có hình thể, có sắc chất thì người ta phá được. Cái nó vô hình, vô ảnh, vô thinh, thế thì làm sao mà biết nó đâu mà phá? Nó phá được mọi thứ mà mọi thứ không thể đụng được nó. Mọi thứ vật chất hữu vi đều nhờ cái không gian vô vi mênh mông này mà có mặt, mà dựng lập được. Hành tinh này nó sở dĩ có mặt là do gì? Có cái không gian mênh mông để cho nó sinh ra. Từng hạt bụi li ti nó kết tinh lại thành một hành tinh, thưa các vị, nó cũng nhờ cái không gian rỗng lặng để nó kết tinh lại, hình thành một cái hành tinh xanh như chúng ta đang sống. Đó là mình nói cái chuyện lớn. Ngay nơi cái vùng đất này, nếu không có một quảng trống mênh mông, ta không thể dựng được cái chùa được. Muốn dựng được cái nhà, muốn có được cái chùa, anh phải có được mảng trống chứ. Cái trống trải, cái vô hình, cái không gian mênh mông, nó làm nền tảng cho mọi thứ hữu vi có mặt. Rồi cái ly này, thưa đại chúng, nó sẽ không phải là một cái ly hữu dụng nếu nó là một khối đặc
Cái chán cũng thế. Hình hài này nếu là một, nó là một khối đặc thì nó không có hữu dụng được. Nó phải có cái rỗng ở bên trong. Cái không của vật lý nó cần thiết để xây dựng mọi thứ hữu vi thế nào. Thì cái không của tâm thức, của trí tuệ bát nhã, của cái năng lượng vô niệm này, nhận biết vô niệm này, nó cũng cần thiết để cho vui, buồn, phiền não, âu lo, suy nghĩ sinh khởi trên cái vùng trời vô niệm đó. Nhưng có cái điều đặc biệt là những cái như vui, buồn, phiền não, bất an, nó sinh ra từ cái vùng trời nhận biết, nhưng nó không phải là, không phải là nhận biết. Nó là một cái bóng bên cạnh mà thôi. Ta mê thì ta tưởng bóng là mình, ta mê ta tưởng vui, buồn, phiền não là ta, ta tưởng những cái suy nghĩ vẩn vơ này là ta. Ta giác ngộ thì ta thấy ta là cái sự nhận biết vô ngôn, ta là sự nhận biết rỗng lặng. Nói như thế để các vị thấy là vật chất hữu vi nó nương nơi cái vô vi mà nó có mặt. Có điều cái vô vi bên ngoài đó là cái vô vi của vật lý, vô vi mà không có trí tuệ, không có ánh sáng của giác ngộ. Còn cái vô vi của tâm thức thì nó vô vi nhưng mà nó có cái giác ngộ, cái tánh giác bên trong, cho nên nó rất là khác với cái vô vi bên ngoài. Có phải vậy không? Cái không này là vô vi nhưng là vô vi của vật lý. Nhưng mà cái không của tâm thức nó là loại vô vi, nhưng mà nếu anh không có mời được cái năng lượng chánh niệm nhận biết sáng tỏ thì anh chìm vào vô ký. Nó chìm vào hôn mê, chìm vào vô minh, chìm vào mê mờ. Cho nên vô vi nhưng mà có cái năng lượng nhận biết tỉnh sáng có mặt. Nó rất là khác. Hai cái nó rất khác nhau là như thế. Mà mình trở lại vấn đề, thưa tâm thể ta hay là tâm Phật bản nguyên của ta, nó vốn, điều thứ nhất, nó vốn là vô vi. Điều thứ hai, nó tuyệt vời ở chỗ là nó sinh khởi vạn pháp. Điều thứ ba là nó phá vỡ tất cả phiền não khổ đau. Ta chỉ cần làm mỗi việc là nhận biết, vững tin, quay về an trú được, tức khắc là ta vượt ngang qua ngàn vạn kiếp tử sinh trong chớp mắt. Chưa nói chuyện vượt ngang qua ngàn vạn kiếp tử sinh trong chớp mắt, nói chuyện gần thôi. Ví dụ như các vị đang rầu rĩ, bất an, lo lắng, sầu khổ bời bời, nó đang làm cho tâm thức các vị chìm đắm, khổ lụy, nhọc mệt vô cùng. Đời sống mình nó uể oải, ủ ê vô cùng. Thế nhưng các vị làm mỗi việc nhẹ thôi, đó là ta thử nhìn lại coi cái gì làm mình buồn. Thử hỏi một câu đi, cái gì làm ta giận đây? Buồn ơi mi là gì? Mi hãy trường mặt ra cho ta nhìn thử coi. Ta nói một câu như thế. Dĩ nhiên là giai đoạn ban đầu ta phải dùng cái ngôn ngữ thì thầm để mời cái thứ phiền não khổ đau có mặt. Nhưng chỉ cần các vị mời một tiếng thôi, rồi các vị đừng nói thêm nữa. Các vị hãy để cho cái trạng thái nhận biết, nó nhận biết cái gì đang có mặt, những cái đối tượng đang diễn hành trên tâm thức của các vị, thì lập tức cái đường biên giữa mình và những cái cảm thọ vui buồn nó được xác định. Khi nó được xác định rồi thì ta là người nhìn thấy, mà ta không phải là niềm vui, nỗi buồn, không phải là nỗi bất hạnh, không phải là nỗi khổ đau chìm đắm gì cả. Ngay tức khắc ta vượt thoát khỏi nỗi khổ đau bất hạnh liền. Không có cái giận, không có cái buồn, không có cái tức tối bất an gì tồn tại khi các vị biết quay về an trú ngay nơi cái tự thể sáng ngời liễu tri thường hằng có mặt ngay nơi đây của các vị cả. Và tôi dùng một loạt từ: tự thể, nhận biết, liễu tri thường hằng, sáng ngời, tỏ chiếu. Các vị nghe rất là ghê gớm. Thưa, nó không có gì ghê gớm cả. Nó giản dị vô cùng. Ví dụ các vị nhìn một vòng thế này, nhìn là biết. Có phải vậy không? Đâu có cần nói tiếng nói thì thầm gì mới biết. Cái sự nhận biết của mắt rất tỏ tường. Đâu cần mình khởi tiếng nói thì thầm mình mới nhận biết đây là bông hoa,
Khi mình khởi tiếng nói thì thầm, ồ đây là hoa cúc vàng đại đó, không biết ai cắm ở đây. Thế thì có tiếng nói thì thầm rồi, là bước vào sát na thứ hai. Sát na đầu khi ta nhìn thì cái sự nhận biết tỏ tường, sáng ngời, rạng rỡ. Không cần mời gọi một ngôn ngữ gì để diễn đạt, để nói thầm thì cả, nhìn là nhận biết tức khắc. Thế không phải là cái trạng thái của tâm Phật chiếu sáng đang có mặt ngay nơi các vị là gì? Nếu ta nhìn mà lờ đờ không nhận biết là lúc bấy giờ ta đang chìm vào vô ký, chìm vào sự hôn mê. Nếu nhìn mà khởi tiếng nói thì thầm nguyên thiên trong tâm thức, bật cái máy này lên để cho nó hát, đó là mình chạy theo vọng thức bời bời, đã có tiếng nói, đã có hình ảnh, đã có âm thanh. Mà nhìn với sự nhận biết tỏ tường, không nói một tiếng nào thầm thì các vị đang an trú trong tự thể kim cương của các vị, tự thể tâm sáng ngời vô niệm của các vị. Và rõ ràng là thưa đại chúng, là ta tự bản thân là vàng. Cái gì là vàng? Cái gì là kim cương của chính ta? Thưa, ngay cái niệm nhận biết hiện tiền này chính là vàng, là ông Phật của các vị, chính là tự thể kim cương của ta. Ta an trú nơi đó, ta phá vỡ tất cả những phiền não vô minh từ ngàn vạn kiếp, không có khó khăn gì cả. Đó là chuyện ban đầu mình chia sẻ để các vị thấy là trong văn học A Hàm hay là trong văn học Đại Thừa đều diễn bài một điều ấy mà thôi. Ví dụ như trong văn học A Hàm có một bài kinh trong Tương Ưng Bộ Kinh ghi là có pháp môn nào, tôi dẫn một chút xíu thôi và các vị tìm đọc lại trong Tương Ưng Bộ Kinh, gì như quyển tư thì phải, tôi không nhớ chính xác lắm, nhưng mà cái đoạn đó có cái chủ đề là có pháp môn nào. Một hôm Đức Phật kêu các vị tỳ kheo lại, Đức Phật hỏi chứ các ông có biết là có một cái pháp môn nào mà không cần niềm tin nè, không cần khổ hạnh nè, không cần học tập nè, không cần lý luận nè, mà có thể vượt qua phiền não khổ đau, chứng nghiệm niết bàn hiện thời, và vị ấy đạt được tới trạng thái ấy thì vị ấy tự thấy là sinh tử đã hết, phạm hạnh đã thành, ta không còn trở lại hình hài vô thường này nữa. Các ông có biết pháp môn nào có thể đưa người ta đến đó hay không? Thì cái bậc đại trí tuệ của Đức Thế Tôn và ngài Xá Lợi Phất nói là: bạch Đức Thế Tôn, chúng con là người được sinh ra trong giáo pháp Đức Thế Tôn, chúng con là con của ngài, pháp của ngài dạy, con nương theo con học, xin Thế Tôn dạy. Thì Đức Phật nói tiếp thế này: có một pháp môn không cần niềm tin, không cần khổ hạnh, không cần biện luận, không cần học tập, mà trực tiếp đạt thẳng vào quả vị niết bàn. Người ấy chứng nghiệm được quả vị đó và biết rằng sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, không còn trở lại hình hài sinh tử nữa. Đó là khi trong lòng người đó có khởi một niệm tham thì người đó biết là lòng ta đang có tham. Khi trong lòng khởi một niệm buồn, người đó biết lòng ta đang có cái buồn. Khi trong lòng có một cái giận thì người đó biết là trong lòng đang có cái giận. Với pháp môn ấy, với cách thực tập ấy, thì cái vị tỳ kheo kia sẽ vượt thẳng qua khỏi dòng sông sinh tử, chứng nghiệm được niết bàn ngay hiện tiền. Thế thì pháp môn đó là pháp môn gì? Pháp môn gì? Thưa, có khó khăn gì đâu. Và nói dài dòng như thế nhưng mà nó quay lại một chữ mà thôi. Chữ gì? Chữ nhận biết mà thôi. Khi lòng ta có tham, ta chỉ cần biết lòng ta đang có tham. Khi các vị biết lòng các vị đang khởi cái sự tham đắm, nhận biết cái sự tham đắm, thì tham đắm là đối tượng bị nhìn thấy, bị nhận diện, bị biết. Còn ta là chủ thể thấy nó, chứ ta không phải là cái sự tham đắm kia. Có phải vậy không? Khi mình nhìn được cái ly uống nước, mình biết đây là đối tượng, là sở hữu của ta.
ta có quyền bưng nó lên, ta có quyền để xuống. Và quay về bên trong cũng như thế, mình nhận biết lòng mình đang có tham, có nghĩa là mình không đồng hóa mình vào cái tham. Khi nhận biết cái giận của tôi chứ không phải tôi giận, thì lập tức cái sự khác biệt liền nó xảy ra trong đời sống các vị ngay. Cái giận của tôi có nghĩa là cái này là đối tượng bị tôi nhận biết, nó là người khách xâm nhập vào nhà tôi thôi. Và chỉ cần tôi thông minh, tôi mỉm cười, tôi nhìn người khách, thế thì người khách mắc cỡ ra đi chứ không có cách gì ở lại trong nhà người ta cả. Không hề có một người khách nào mặc dày đến đổi vô nhà người ta, người ta nhìn mình ta không nói tiếng nào mà ở lại hoài được. Chắc thế. Trừ khi người khách đó vô, cái họ câu cổ mình, họ đi tới đi lui, rồi họ đẩy mình ra ngoài nhà, cái họ ngồi trong nhà, thì người khách đó đúng là họ trở thành chủ rồi đó. Cũng thế, đời sống ta, ta cứ làm cái công việc này hoài không biết chán. Đó là khi giận đến, cái mình thấy mình là cái cục lửa giận. Và khi mình đồng hóa mình vào cái giận, đồng hóa mình vào cái buồn, đồng hóa mình vào cái tức, có nghĩa là gì? Có nghĩa là ông chủ bây giờ đã trở thành cả tôi tớ rồi. Và cái người khách giận, khách buồn kia, họ nắm đầu ông chủ và nhận chìm những dòng sông, và họ trở thành ông chủ. Và lâu dần cho nên người chủ kia cảm thấy mình không còn quyền quý gì cả. Cái giận, cái buồn, cái bất an, cái sầu khổ, nó trấn ngự tâm thức ta một ngày 24 giờ. Chưa có lúc nào tâm thức ta thảnh thơi mời gọi được cái sự nhận biết vô ngôn cả. Nhận biết lập tức có tiếng nói đi theo. Và tiếng nói đi theo có nghĩa là ta đi vào trạng thái của buồn vui sầu khổ bất an ngay, là mình mất chủ quyền ngay. Và thưa đại chúng, từ cái chuyện văn học của kinh, như có pháp môn nào các vị nhìn thấy rõ là cái phương pháp ta tu, dù là chúng ta theo truyền thống đại thừa, theo mật tông hay theo nguyên thủy, đều có chung một cái căn bản, là nếu anh khéo anh quay về, anh an trú được ngay nơi cái vùng trời nhận biết, thế thì anh có thể từ cái bước thực tập rất là cạn để trở thành một người chững chạc trong cuộc đời, đầm thấm trước mọi bão giông, và xa hơn, anh có thể vượt thoát được sầu bi khổ ưu não một cách rất là nhẹ. Ở mức độ cạn của đời sống thôi. Người nào mà bình tĩnh, không có phản ứng một cách sốc nổi, thế thì người đó người ta gọi là người gì? Người gì? Có nhiều từ để gọi những người như thế, có phải không ạ? Và thông thường dù cho chúng ta có học vị rất cao, có tuổi tác rất lớn, ta mở miệng ra, ta có thể nói tràn gian ngôn ngữ văn chương thi ca tuôn như nước chảy, thế nhưng mà cái cách hành xử của ta nó rất là sốc nổi, chắc chắn là xã hội không ai trọng vọng rồi. Cái kiểu phản ứng rất là vụt chạc, thích nói hơn thích nghe, dành phần nói về mình. Và rõ ràng điều này, dù cho anh bao nhiêu tuổi, anh vẫn còn là người rất trẻ, chưa thể dài dặn, chưa đầm thắm, chưa trầm tĩnh. Ngay cái cách biểu hiện của đời sống không đủ để người ta kính trọng rồi. Thực tế thì không phải ta tu để được ai kính trọng cả. Ta tu là để làm một việc giản dị, là mời cái năng lượng yên bình tĩnh tại nó có mặt trong trái tim ta, để đời sống ta có phẩm chất hạnh phúc, thế thôi. Và thưa đại chúng, là người bình tĩnh, là người có phẩm chất, là đời sống đủ để hạnh phúc rồi đó. Người đó nếu ở trong gia đình thì người đó là cái hạt nhân gầy dựng nên cái sự bình ổn của một gia đình.
Trong một gia đình bình thường, các vị để ý coi là ta có bố và mẹ già sống ở trong nhà, tự nhiên làm nhà rất ấm, phải không? Dù không làm gì, dù sự có mặt của người bố và mẹ đó không giúp được gì bao nhiêu cả, không làm ra lương tiền gì cả, nhưng mà cái nguyên tắc của đời sống là người già như một dòng sông đi gần tới biển vậy đó. Họ không còn sôi sục cồn cào réo gọi giống như dòng sông mới rời nguồn. Cái sự đầm thắm của một dòng sông nó thầm lặng, êm ái, chậm rãi, sâu lắng. Cái nguyên tắc đời sống mà tới già ta phải như thế. Không hề có một người già nào cái bản chất giống như một anh thanh niên mà được người ta coi đó là người già cả. Anh có thể trưởng thành về tuổi tác, nhưng cái trưởng thành tuổi tác chưa phải được gọi là trưởng thành. Phải trưởng thành của đời sống tâm hồn, trưởng thành của một dòng sông gần tới biển mới gọi là sự trưởng thành. Cái điều tu tập mà chúng ta có thể thực tập được cái cạn nhất và đầu tiên nhất là đem lòng mình trở lại cái sự đầm thắm, yên vắng, tĩnh tại. Và người nào có đời sống tâm hồn sâu lắng như thế, yên bình như thế, tĩnh tại như thế, thì trong gia đình người đó là cây cổ thụ rất là hiên ngang, che chắn mọi bão giông cho một gia đình. Và người già họ sống được như thế, cho nên họ rất cần thiết cho mỗi gia đình. Con cái nó đi đâu xa về, nó thấy trong nhà có người mẹ đang ngồi lặng lẽ mỉm cười nhìn nó, đủ ấm cả một không gian gia đình rồi. Rồi những cái khó khăn đổ dồn vào cuộc sống của cháu ta, của người thân ta, họ bất an vô cùng, họ trở về không cần mình phải cho tiền họ để họ vượt qua khó khăn, chỉ cần một lời khuyên, chỉ cần họ ngồi với mình, chỉ cần cái năng lượng yên bình tĩnh tại của mình nó lan ra, nó tỏa chiếu và nó thấm vào trái tim của những người trẻ tự nhiên cảm thấy an lòng lại, bình an lại. Cái năng lượng của sự tu hành nó rất là cần thiết cho chúng ta như vậy. Và nói như thế để quay trở lại, thưa đại chúng, là cái sự tu hành tự thân đó ta không muốn mời gọi ai kính trọng cả, nhưng các vị thực tập được cái bước rất cạn, đó là các vị hãy nhận diện tất cả những buồn vui sầu khổ bất an nó đến với các vị là những người khách, và mình có một phút giây chậm lại để nhìn lòng mình đầm thắm lại, thì cái hiệu quả tức khắc các vị là hạt nhân rất là tuyệt vời, làm nên cái nền tảng đạo đức cho xã hội, làm nên cái nền tảng hạnh phúc của một đời sống gia đình. Chưa nói xa, chỉ nói gần thế thôi. Ta có một chút công phu thực tập, có một chút tâm hồn bình lắng, tĩnh tại, ta đã là một món quà tặng rất lớn cho nhân gian rồi. Và thưa đại chúng, là chuyện tu khi trình bày chia sẻ cùng các vị, mình phân ra có những cấp độ như thế này là cạn nè, thế này là mới bước vào tu nè, thế này tu khá khá nè. Nhưng thực tế thì nó không có cái biên giới giữa cạn sâu thấp cao gì cả. Thực tế thì nó chỉ có hai cách mà thôi. Một cách đó là anh, cái căn tánh của anh nó bén nhạy, cái duyên với đạo anh đã gieo được sâu, cho nên nghe những cái điều trong kinh điển giải bài, ví dụ như mình nghe kinh Kim Cang, hoặc mình đọc trong văn học A Hàm có pháp môn nào, mình khéo mình quay về, mình có niềm tin vững chắc, mình thấy hình hài này là cái mình mượn, cái sở hữu của mình chứ không phải là mình. Rồi mình thấy cái vui buồn cũng là cái sở hữu của mình mà không phải là mình, mình là chủ của nó đứa kia. Rồi mình thấy những cái dòng tâm thức nó trôi chảy miên man, những tiếng nói thì thầm, đối thoại và độc thoại nó đang diễn hành trong đây, nó là của mình chứ không phải là mình, mà mình là người nhìn thấy những cái đó và mình nhận ra được rất rõ ràng, tỏ tường và có niềm tin vững chắc. Và khi nhận ra được điều này rồi thì thưa đại chúng, không có gì khác biệt giữa kinh điển triển khai vô ngã và Phật tâm của các vị cả. Tại sao gọi là vô ngã? Thời xa xưa Đức Thế Tôn xuất hiện trong nhân gian, Ngài khai triển cái
cái tâm điểm của giáo lý, cái trái tim của giáo lý đạo Phật là vô ngã. Nhưng mà cái dòng chảy đạo Phật trải dài qua 1000 năm hay trước đó lâu, thì cái vị tổ sư từ văn học của Phật giáo Nguyên Thủy triển khai ra là tâm Phật của chúng sinh nó vốn bất sinh bất diệt. Ta không phải là những cái hình hài, không phải là những cái cảm thọ, không phải là những cái ngữ si. Ta là cái tâm Phật chiếu sáng hiện tiền nhận biết. Và nếu mà mình Phật chưa đủ sâu, chưa đủ rộng, chưa thể liên hệ được giữa vô ngã và tâm Phật bản nguyên, nó không có gì sai khác, thì mình sẽ rất là bối rối. Mình thấy giáo lý đạo Phật nó có rất nhiều mâu thuẫn. Ngày xưa thì Đức Thế Tôn nói tự thân con người là vô ngã, rồi tới thời các thiền sư thì các ông nói mỗi người đều có cái tâm Phật bất sinh bất diệt. Dù bị nhận chìm dưới đáy địa ngục 18 tầng nhưng mà tâm Phật vẫn không mất. Dù anh lên thiên đường bao nhiêu nghìn kiếp, tâm Phật cũng vẫn theo anh. Xuống địa ngục, tâm Phật đó không hề bị đọa đày. Lên hưởng phước cõi trời, tâm Phật cũng không hề hưởng phước. Và mình rất là ngạc nhiên, tại sao là ngày xưa Thế Tôn nói vô ngã, rồi tới cái thời Đại Thừa, qua tới Thiền Tông Trung Hoa thì giống như là hữu ngã. Chứ gì nữa, tâm Phật bất sinh bất diệt là hữu ngã là chứ gì nữa. Nó rất là mâu thuẫn. Nhưng mà các vị thử nhìn lại cái cách mình tu, quán chiếu tự tâm và thể hội được tự tâm, thì các vị thấy không khác biệt gì giữa vô ngã và tâm Phật bất sinh cả. Thế nào là không khác? Thân này là của tôi nè, vui buồn là sở hữu của tôi chứ không phải là tôi. Rồi từng tràng suy nghĩ miên man này, nó là sở hữu của tôi mà không phải là tôi. Nó có hình, có tướng, có sinh, có diệt, có đến, có đi. Có phải thế không? Cái mịn nhất là tâm thức của ta. Ta gọi những cái suy nghĩ này là gì? Là ý thức. Ý thức, ta nhìn được nó chứ. Tại vì nó có chữ nghĩa mà. Tôi là người Việt, tôi suy nghĩ bằng tiếng Việt. Anh là người Mỹ, anh suy nghĩ bằng tiếng Mỹ. Suy nghĩ là một loại ngôn ngữ không nói ra lời. Lời là một loại suy nghĩ được diễn đạt để người ta nghe. Có phải vậy không? Những cái nó có mặt trong đây cho nên nó chảy ra giấy thì người ta gọi đó là văn chương chữ nghĩa. Nó chảy ra miệng thì người ta gọi là ngôn ngữ nói. Và nó không chảy ra, nó ở trong đây. Nó diễn hành thì gọi là vọng thức, là ý thức, là suy nghĩ, là tư duy. Tư duy bằng ngôn ngữ hoặc bằng hình ảnh thì nó đều là một cái dạng hữu vi cả, có hình sắc cả, nhận biết được cả. Còn cái sự nhận biết những cái đó, thưa, nó không có ngôn ngữ thì thầm, cho nên nó không có hình sắc, nó không có sinh diệt. Khi các vị vui buồn mà các vị chìm mất mình trong vui buồn thì các vị bị sinh diệt. Khi vui buồn đang khởi lên trong tâm thức các vị mà các vị thấy mình là người nhìn thấy cái vui buồn, cái vui buồn đang đi ngang dòng tâm thức mình, thế thì mình là cái nhận biết vô sinh bất diệt, tỏ chiếu và không có ngôn ngữ thì thầm. Mà cái vui buồn là cái cảm thọ sinh diệt. Rồi sâu một tầng bên trong nữa, cái ngôn ngữ ta cũng thế. Thế thì an trú ngay nơi cái sự nhận biết vô ngôn lặng lẽ, không vô ngã là gì? Tự nó là vô ngã. Đâu có cái gì trong đó đâu mà gọi là hữu ngã. Chỉ là cái sự nhận biết rỗng lặng sáng ngời. Và cái này thưa không ai phá vỡ được cả. Nó không phải là hư không vô tri, mà nó là cái hư không từ bên trong tâm thức của các vị rỗng lặng nhưng mà tỉnh sáng đầy tự giác. Ngày xưa khi bắt đầu khang tiếng là ngày xưa khi tổ tứ tổ Đạo Tín á, ngài đến núi Ngưu Đầu Sơn, từ bên này đỉnh ngài nhìn qua ngài thấy mây lành năm sắc phủ trùm trên đỉnh núi á. Ngài nói với một đoàn quý thầy đi theo sau lưng, ngài nói bên đó có một vị đạo nhân á, ta phải qua bên đó.
Và ông leo hết cái ngọn đồi, qua bao nhiêu con suối, leo đến cái đỉnh kia thì thấy có một cái chùa. Ngài vô ngài hỏi ở đây có đạo nhân không. Các thầy nói đã là thầy tu thì ai chẳng phải là đạo nhân. Cái ông Tăng nói cũng khá nhại miệng á. Ngài hỏi lại câu thế, thế nào là đạo nhân, ông nói cho tôi nghe. Ông kia tịch ngồi, không biết thế nào là đạo nhân. Cái túng quá ông nói, có thể là phía sau chùa này có một ông, người ta gọi là Lại Dung. Ông tên là Dung, nhưng mà cực kỳ làm biến, cho nên người ta gọi là Lại. Lại cũng như là làm biến thôi, tức là ông thầy Dung làm biến. Thứ nhất là làm biến tắm cho nên rất là dơ, có lẽ vậy. Thứ hai là rất là làm biến chào khách, ai tới mặt không buồn đứng dậy chào, không có những cái câu hỏi để mà giao tế thân tình gì cả, nghĩa là cái giao tế bình thường không cần thiết, ngồi lặng lẽ mắt lim dim tối ngày, cho nên ta gọi là ông Dung làm biến. Có thể ông đó là đạo nhân đó. Ngài qua đó đi. Thế thì Tứ Tổ Đạo Tính ngài mới lò mò ngày tới. Ngày tới thì ngài Lại Dung ngài cũng không buồn đứng lên tiếp. Và Tứ Tổ Đạo Tính hỏi chứ ông ở đây làm gì. Ngài Lại Dung nói là tôi ở đây tọa thiền. Không biết tôi nhớ có lẫn lộn hay không, nhưng mà mình cứ kể đi rồi nó trật, có vị đọc lịch sử lại nghe. Tứ Tổ hỏi chứ ông tọa thiền như thế là ông có nhập định hay là thường định. Ông kia nói chính ngay lúc tôi tu, tôi không có ý niệm là nhập định hay là thiền định gì cả. Nói thế thì đâu phải là tự tánh định. Ngài Lại Dung ngài nghe một câu khai thị đó, ngài hơi chột dạ. Ngài nghĩ chắc cái ông Sư Lang Thang này không phải thứ thường, cho nên hỏi cho thưa ngài, ngài ở đâu tới, ngài có biết Tứ Tổ Đạo Tính không. Đạo Tính này ông hỏi Tứ Tổ Đạo Tính để làm gì. Lại Dung nói dạ thưa tôi đã lâu nghe tên của vị thầy đó, muốn được dịp để đảnh lễ. Nói tôi chính là Đạo Tính này. Và ngài Lại Dung ngài đứng dậy ngài mới xá dài. Và Tứ Tổ Đạo Tính hỏi chứ phía sau am có chỗ nghỉ không vậy. Ngài Lại Dung nói dạ có một cái am nhỏ, xin mời ngài vô. Thì trên con đường dẫn Tứ Tổ vô thì hai bên thấy nào là cọp nè, nào là beo nè, nào là rắn nè, nào là khỉ nè. Nó đang đứng sắp hàng hai bên, nó làm thị giả, nó hầu, nó tiễn ngài đi vô. Cái Tứ Tổ thấy cái ông dội ngược là ông giơ hai tay, giống như chúng ta bất thần, chúng ta gặp cái gì sợ sợ cho chúng ta phản ứng một cách tự nhiên vậy đó. Ngài Lại Dung ngài cười ngất, ngài nói tu hành mà còn thế sao. Thì Tứ Tổ nói thế cái ấy là cái gì, ông tu hành lâu năm ông đã là Tứ Tổ mà ông còn cái ấy sao. Tứ Tổ hỏi một câu là cái ấy là cái gì, ngài Lại Dung trả lời không xong. Sau đó thì Tứ Tổ Đạo Tính mới lên cái chỗ ngồi của Lại Dung á, mới viết một cái chữ Phật rất là lớn chỗ cái tảng đá ông ngồi. Tới chừng Lại Dung bước ra sửa soạn tọa thiền, thấy cái chữ Phật đó mất hồn đâu dám leo lên ngồi. Tứ Tổ Đạo Tính hỏi ông còn cái đó sao. Tới chừng đó mới chịu đánh lễ. Và là cái cơ duyên khai ngộ ta hay để đó, mình muốn dẫn ra đây hai câu thôi à. Và sau khi Lại Dung ngộ đạo rồi thì Tứ Tổ Đạo Tính khai ngộ hai câu đầu thôi nè. Trăm ngàn pháp môn đều về nơi gan tắc, hà sa diệu dụng quy lại nguồn tâm. Tức là trăm ngàn pháp môn về nơi phương thốn, hà sa diệu dụng quay lại ở nguồn tâm. Phương thốn là cái từ khác của tâm, mà nguồn tâm cũng là tâm. Nói như thế để trở lại vấn đề thưa đại chúng là từ văn học nguyên thủy tới văn học đại thừa, tới các cái công án nhà thiền đều chỉ có một con đường duy nhất mà thôi. Đó là khéo quay về ngộ được tự tâm Phật của chính anh, có niềm tin vững chắc. Và khi quay về ngộ được, từ đó anh là người bước vào cửa tổ. Anh làm thế nào trong một ngày, sống thế nào mà đừng để cho mình mất chánh niệm. Hay nói một cách khác là sống thế nào từng phút giây luôn an trú trong cái sự nhận biết
sáng tỏ rạng ngời ngay đây, mà anh đừng bị dắt dẫn bởi vui, bởi buồn, bởi sầu khổ bất an, bởi những cái suy nghĩ thì thầm này. Anh luôn đứng lại bên sau, đừng chạy ra đồng hóa mình vào cái suy nghĩ, đừng chạy ra xa hơn đồng hóa mình vào những cái vui buồn, đừng chạy ra xa hơn nữa đồng hóa mình vào cái hình hài vô thường bọt bèo này. Và nếu người vụng về hơn nữa thì chạy ra xa hơn nữa đồng hóa mình vào cái gì? Người thương của tôi nè, con của tôi nè. Người thương của tôi quay lưng lại là tôi cắn lưỡi á. Con của tôi mà nó không theo ý tôi là tôi khổ lắm á. Tôi chết sống vì con của tôi. Rồi người ta chạy ra xa hơn nữa, người ta thấy người ta là cái gì? Nhà của tôi nè, đất của tôi nè, chùa của tôi nè. Ai mà thòm thèm đòi làm trụ trì là chết với tôi. Ví dụ thế. Đó là mình chạy rất là xa. Chạy rất xa nghĩa là gì? Vô minh thậm tệ. Nói vô minh là nói nhẹ đó. Nói đúng nghĩa của nó, đúng tự nó là gì? Cái này chắc Phật nói thôi, chứ mình nói chắc mình bị ăn đòn quá. Phật nói là ngu thậm tệ. Đức Thế Tôn nói vậy. Ngu, ngu dữ lắm là. Trong khi đó thì thưa đại chúng, ta chỉ làm một việc rất nhẹ thôi, quay về nhận biết đời sống ta thâm sâu hơn nhiều. Ta chính là cái năng lượng nhận biết tỉnh tại hiện tiền đang có mặt nơi đây. Cái đó được gọi là tâm Phật chiếu sáng của ta, cũng gọi là bản lai diện mục của ta, cũng gọi là trí bát nhã của ta, cũng gọi là tự tánh niết bàn của ta. Và đâu có khó gì đâu, anh sống được hay không mà thôi. Và thưa, người nhận ra được điều này, cái việc còn lại là anh làm thế nào anh khéo sống thôi à. Và khéo sống cho được thì gọi đó là người, người khéo thực tập, khéo tu, ngộ được lý, rồi tiệm, tiệm tu là như thế. Rồi nếu ta chưa thể ngộ được lý, chưa thể ngộ được lý là tại sao? Tại sao? Chưa ngộ được lý ở mức độ mà dày nhất của vô minh á, là mình cứ nghĩ của cái này của mình nè, mình chấp chặt vào nó, mình nghĩ là mình sống mình chết nhất định là mình không có xả ly được của cải rồi. Và thông thường người ta dễ, thưa đại chúng, là người ta dễ chấp vào của cải là mình lắm rồi. Tâm thức ta nó có khuynh hướng chung vậy. Thấy ai mà giàu sang cái mình rất là sợ. Người ta có cái của cải rất là dày bao quanh người ta. Chưa cần nói người đó giàu sang, chỉ cần nói là anh đó là người dạy ở đại học nè, anh đó là người có văn bằng, có học vị, hoặc là con của người đó, năm bảy ông bác sĩ, năm bảy ông kỹ sư, cái tự nhiên ta chết khiếp. Rõ ràng là tự thân của người đó cũng cảm thấy những cái sở hữu chung quanh đó là bản ngã của họ, là niềm tự hào của họ. Rồi ta cũng thế, ta cũng a tòng theo để tôn vinh cái sở hữu là bản ngã. Và mình loại được cái phần đó là mình chấp hình hài này là ta. Ta đẹp, ta xấu, ta dễ thương, ta khó thương. Ta kiêu hãnh vô cùng khi ta có một chút nhan sắc dễ coi. Ta kiêu hãnh vô cùng khi lỗ mũi mình hơi cao một chút xíu. Nhưng mà thực tế thì ta có phải là hình hài này đâu. Rồi mình đi sâu hơn một chút nữa thì thưa, mình đầu tư tất cả đời sống của mình, mạng sống của mình cho những niềm vui nỗi buồn. Thất vọng làm người ta chết, người ta nhảy xuống hồ Xuân Hương người ta chết biết mấy. Không phải vì thiếu ăn thiếu mặc mà vì thất. Đúng quá đi chứ, phải không? Thưa, thất tiền, thất bạc, thất cái gì thì nó đi qua rất là dễ. Nhưng mà thất tình là người ta chết như chơi. Mình thấy mình là sống thì khi ngọn sóng lên cao mình kiêu hãnh, khi ngọn sóng nó chìm xuống mình thấy mình tủi thân. Nếu mình thấy mình là bọt thì mình còn tủi thân vô cùng nữa. Nhưng mà nếu ngay khi mình đang là lượng sống mà mình nhận biết mình không phải sống, mà mình bản chất mình là nước, thế thì sao? Anh vẫn đang là lượng sống đó, anh vẫn dạo chơi trên mặt biển thông dong, anh chạy gần vào bờ rồi, nhưng không có gì sợ sệt cả. Nếu ta thấy ta là lượng sống, ta lo sợ vô cùng vì nghĩ rằng mạng sống mình chấm dứt nơi đây. Sống mà nó tràn vô bờ thì đâu còn nữa.
Thế nhưng mà nếu nó biết là ngay nơi sống nó biết nó là nước chứ không phải sống, thế thì nó thách cho những cái chiếc tàu viễn dương cắt ngang người nó cũng không chết. Có phải vậy không? Nó vốn là nước mà. Rồi nó lên tới đỉnh nó cũng không thấy gì để kiêu ngạo. Nó chìm xuống lòng tận đáy biển, nó cũng không thấy tủi nhục, mặc cảm gì cả. Rồi nó chạy vào bờ cát, nó mỉm cười: ta về với đại dương, có gì đâu. Nếu các vị quay về an trú được ngay nơi cái tâm Phật chói sáng của các vị không thấy mình là của cải, không thấy mình là hình hài, không thấy mình là nỗi buồn niềm vui, không thấy mình là sự suy nghĩ. Các vị luôn an trú ngay nơi cái sự nhận biết tỉnh tại hiện tiền. Thưa đại chúng, ta sống thảnh thơi giữa cuộc đời này, ta vẫn vui vẫn buồn theo nhân thế. Thế nhưng bên trong ta, ta có cái vùng trời tuyệt vời không hề vui và buồn động đến được. Ai khóc, mình làm bộ khóc chút xíu cho nó tùy thưởng nhân tình. Thế thôi chứ có chuyện gì đâu mà khóc, có phải không ạ? Người ta đến với mình, ừ thì đến. Quay lưng lại với mình, ừ thì đi. Thảnh thơi vô cùng, thông dong đi vào, thông dong đi ra. Và đời sống như thế, ngay lúc sống họ đã tận hưởng được niềm vui và hạnh phúc của một đời người tuyệt vời. Rồi tới lúc họ nhắm mắt trả hình hài về cho tứ đại, họ an trú ngay nơi cái tự thể nhận biết sáng ngời hiện tiền, tức là an trú ngay nơi cái tự tánh niết bàn hay là cái tâm Phật bản nhiên. Thế thì họ mỉm cười họ ra đi, có gì ghê gớm đâu cái chuyện sống và chết, phải không ạ? Rõ ràng là thiền sư sẽ gì, họ đến đi thông dong tự tại, không có gì khác ta cả. Họ vẫn hình hài 50-70 kg như ta, vẫn thở oxy như ta, vẫn ăn uống như ta. Thế nhưng họ có cái cách sống khác ta, tức là họ quay vào bên trong mà sống được ngay nơi cái tâm Phật bất sinh của họ. Cho nên họ không thấy sống chết là hình hài, họ không thấy họ là hình hài, cho nên cái sự sống chết của hình hài không quan trọng. Họ thấy những cái vui buồn không phải là họ, cho nên họ tùy thuận nhân gian để vui để buồn, nhưng không có cái vui buồn mà động được tâm thức họ cả. Họ sống lừng lững giữa đất trời này, không có gì khó khăn đối với đời sống như thế cả. Tóm lại một điều, ta có chịu sống như thế hay không mà thôi. Và xin phép dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng đã chịu khó ngồi nghe.